Speckle Green International Awards là một giải kiến trúc danh giá dành cho kiến trúc sư trẻ và sinh viên kiến trúc tại Việt Nam và khu vực châu Á suốt nhiều năm liền do nhãn hàng Speck thuộc tập đoàn Four Oranges tài trợ dưới sự bảo trợ thông tin của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Giải cộng đồng tại hạng mục sinh viên đã thuộc về đồ án Trung tâm Văn hóa Đào Thục của sinh viên Lê Trung Kiên, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Về giải cộng đồng thì em nghĩ cái điều em tâm đắc nhất là cái việc mà em có thể kết hợp cái mô rối nước, đưa mô rối nước và kiến trúc hiện đại. Quá trình là em làm đồ án thì trước tiên em sẽ tìm những tài liệu, thông tin liên quan đến mô rối nước nhiều. Và sau đó em sẽ đến địa điểm, tiếp tục là phân tích các địa điểm ở đấy. Sau đó em kết hợp với những tiêu chí của giải thưởng Speckle Green, bao gồm những cái tiêu chí kiến trúc xanh. Với đề xuất xây dựng các khu chức năng nhằm mục đích tạo ra không gian và sân chơi cho những đối tượng làm nghề hoặc quan tâm đến mô rối nước, du khách đến đây không chỉ được chiêm ngưỡng những sản phẩm mang đầy tính giản dị, thô sơ, khéo léo của các nghệ nhân, mà họ còn có thể tới không gian trải nghiệm để tận mắt chứng kiến quá trình sáng tạo của các nghệ nhân, không gian làm việc, sinh hoạt hàng ngày của người dân, và đồng thời họ cũng có thể trực tiếp tạo ra những con rối. Em muốn gửi lời cảm ơn đến thầy Lâm Khánh Duy. Thầy đã là một người thầy đã giúp em trong quá trình làm đồ án rất là nhiều, và thầy cũng là người đã giúp em có thể tìm những tài liệu liên quan đến đồ án. Và năm vừa rồi thì cũng rất là vinh dự cho thầy và trò của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Chúng tôi là được ban tổ chức giải Speckle Green trao cái giải thưởng công trình cộng đồng. Và trong cái quá trình làm việc cùng với sinh viên Kiên thì hai thầy trò đã rất là nỗ lực và cố gắng nghĩ đến một cái mục tiêu lớn hơn trong cái kiến trúc. Ngoài cái việc là chúng ta có thể tạo ra những cái không gian tốt và không gian sử dụng rất là hay cho những cái đối tượng sử dụng khác nhau, thì cái mục tiêu mà trong cái đồ án này thầy cho trường kiến trúc muốn hướng tới là một cái không gian xanh, một cái không gian mà có thể cuốn hút mọi người và thu hút mọi người sử dụng một cách hiệu quả hơn. Và chúng tôi nghĩ là cái giải thưởng Speckle Green là một cái niềm động viên rất là lớn lao cho sinh viên Lê Trung Kiên trong cái con đường hành nghề của anh về sau này. Và nó cũng là một cái vinh dự cho thầy trò bộ môn kiến trúc nhà ở và cũng là như là khoa kiến trúc nói chung. Nhân đây tôi cũng là cảm ơn đến cái ban tổ chức cái giải thưởng Speckle Green đã tạo nên một cái sân chơi rất là bổ ích cho sinh viên cũng như là các giảng viên để chúng ta có một cái mục tiêu lớn hơn. Và chúng ta có một nền kiến trúc vì cộng đồng và nó sâu sắc, nó nhân văn hơn. Xây dựng không gian sinh hoạt cộng đồng cũng chính là cách tác giả đưa ra để lưu giữ và phát triển nghề mối rối nước của làng Đào Thục. Khi mà em biết tin em đạt giải cộng đồng của cuộc thi Speckle thì em rất là ngạc nhiên và vui mừng. Và thực sự em không hề nghĩ là em có thể đạt được giải thưởng lớn như này. Nó như một nguồn động lực để giúp em có thể tiếp tục cái con đường mà kết hợp kiến trúc truyền thống và kiến trúc hiện đại với nhau.